Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề vô cùng đặc biệt, Kỳ Lân xin phép review một chiếc iPhone được đúc từ vàng khối A750 đến kim cương, trị giá trên 200 triệu đồng. Chiếc điện thoại iPhone này, thân vỏ này được đúc từ vàng khối bằng y đúc ra A750 và đính kim cương, điểm nhấn trên những chi tiết như là viền mắt camera, nút âm lượng, ổ sim, chung rung và nút nguồn, quả táo bằng vàng nguyên khối. Hơn nữa là cái phần lưng này đã được làm bằng da cá sấu nhập. Và cũng có nhiều phiên bản đặc biệt khác nữa, đó là y chang như vậy, nhưng phần lưng này Kỳ Lân sẽ giữ lại nguyên bản. Còn đây là phiên bản đặc biệt hơn, Kỳ Lân đã thay phần lưng thành phần da cá sấu. Và cái da này thì có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn. Khi quý khách không thích màu da này, mình sẽ chọn màu da khác. Quý khách sẽ được chọn da trực tiếp từ con da hoàn thiện đã thuộc từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới. Các công ty chuyên thuộc da này chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn như là Dior, LV, Hermès, v.v. Và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da đó tuyển chọn về và thuộc da. Thì sau khi thuộc ra sẽ có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, thì Kỳ Lân sẽ chọn những con da loại 1 đẹp như vậy, xuất sắc như vậy. Quý khách sẽ đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn da, hoặc là ở xa Kỳ Lân sẽ gửi hình những con da đã hoàn thiện như vậy qua Zalo để quý khách xem và chọn. Còn nếu như quý khách không thích da cá sấu như vậy thì mình có thể chọn qua da Epsom, da Togo, da đà điểu, vân vân. Những cái da nhập từ các công ty chuyên thuộc da thì đang sẽ chọn cho quý khách chọn lựa màu sắc và hoàn thiện sản phẩm. Như ở những clip trước đây, Kỳ Lân đã từng review những phiên bản đặc biệt khác về chiếc điện thoại iPhone bằng vàng khối, thì đó là những phiên bản như là full vàng hết tất cả những chi tiết sườn, tất cả những chi tiết kim loại là được sử dụng bằng vàng nguyên khối A750, và luôn cả phần lưng này Kỳ Lân cũng đúc bằng vàng luôn và nguyên khối hết. Và Kỳ Lân có làm thêm thiết kế cái logo cho khách hàng, hoặc là những biểu tượng, những biểu trưng đặc biệt của khách hàng yêu cầu, Kỳ Lân cũng đã làm theo rồi. Và rất nhiều phiên bản như vậy đã được Kỳ Lân review và giới thiệu trên kênh YouTube của mình, cũng như là kênh trên trang fanpage của mình, cũng như là trên TikTok Kỳ Lân Luxury, hoặc là đã có mặt tại website kylanluxury.com rồi. Quý khách có thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm chi tiết hơn thì có thể kết nối trực tiếp qua gọi hotline, cũng như là kết nối qua Zalo, số điện thoại là 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Và bây giờ quay trở lại với chi tiết sản phẩm, chiếc điện thoại iPhone bằng vàng. Và chiếc này thì sẽ có trọng lượng nhẹ hơn chiếc full vàng và giá thành cũng rẻ hơn chiếc full vàng. Mỗi cá nhân chúng ta, mỗi người sẽ có những cảm nhận về đẹp xấu khác nhau và thích màu sắc kiểu dáng khác nhau. Đối với chiếc iPhone thì kiểu dáng đã như vậy rồi, còn về thiết kế, về chi tiết khác nhau thì do cảm nhận của mỗi người. Và có rất nhiều khách hàng thích full cái bằng vàng, nhưng cũng có những quý khách thích đơn giản hơn một chút. Không phải là tiền mắc hay rẻ, mà quan trọng là mình thích nó như thế nào, nó đúng ý mình như thế nào, nó đẹp hay không, thì đó là cái điều mà mình thấy thoải mái nhất. Bởi vì mình mua sản phẩm, mình sở hữu sản phẩm để mình phục vụ cho bản thân chúng ta, mình phục vụ cho sở thích của mình. Khi mình thích thì nó đẹp nhất, khi mình mê, mình thích, nó hài lòng, nó là mình hài lòng, là mình thấy nó tuyệt vời nhất. Cái điện thoại này nó nhẹ hơn, trọng lượng nhẹ hơn, vàng ít hơn cái full vàng, nhưng điểm nhấn là ở phần này Kỳ Lân làm bằng da cá sấu, rất đẹp, rất êm. Và khi chúng ta để ý rằng một điều nữa là các hãng đồ cao cấp xa xỉ ở các nước trên thế giới á, ví dụ như Vitu cũng vậy, ví dụ như là điện thoại XOR bây giờ cũng vậy, hoặc là bây giờ đồng hồ cũng vậy, nguyên cái đồng hồ là bằng mặt kim loại, nhưng mà cái dây thường ta cũng dùng da. Và điện thoại Vitu cũng vậy, người ta cũng dùng da ở mặt phía sau, nhưng có những quý khách lại thích full vàng như thế này. Đó, full vàng như thế này, tất cả là vàng hết. Và hiện tại thì Kỳ Lân có nhiều option để quý khách chọn lựa iPhone bằng vàng khối. Thì phiên bản mà đầu tiên Kỳ Lân làm phục vụ cho tất cả khách hàng là giá thành nó
hơi nhiều tiền là bởi vì Kỳ Lân làm full tất cả những chi tiết là bằng vàng hết, đúc nguyên vàng khối ra hết, từ sườn xung quanh tới mặt lưng, tất cả mọi chi tiết đều là vàng và đến kim cương. Rồi phiên bản thứ hai là phiên bản này là Kỳ Lân chỉ làm phần vàng cho sườn thôi, và cái cộng nguyên cái cộng camera này là vàng nguyên khối hết. Và quả táo, đặc biệt quả táo là bằng vàng nguyên khối luôn, và đến kim cương là những chi tiết vành camera, các nút âm lượng, nút chuông rung, khai sim và nút công tắc nguồn. Và phần này Kỳ Lân thay thế bằng da nên là nó hài hòa, nó đẹp vô cùng. Bởi vì cầm một chiếc điện thoại được từ kim loại vàng đã cứng cáp và màn hình cũng cứng rồi, thì mình cầm phía sau mình cảm nhận như nè, mình rời như nè, mình rời phía sau mình cầm lên cảm giác nó êm ái và rất là đẹp bền. Và đặc biệt là sau khi chúng ta dùng một thời gian, chúng ta không thích da này, chúng ta sẽ đổi da khác hoặc đổi màu da khác. Và một phiên bản nữa thì Lăng làm y chang như vậy, thiết kế y chang như vậy, tất cả phần sườn này, phần chỗ cụm camera này, quả táo này đều là vàng nguyên khối hết, AU750, và đến kim cương trên vành mắt camera, các nút âm lượng, khai sim và nút công tắc nguồn. Còn ngay chỗ phần lưng của điện thoại này, Kỳ Lân giữ nguyên bản lại. Nếu chúng ta mua chiếc điện thoại iPhone màu xanh thì cái lưng nguyên bản cũng là màu xanh. Nếu chúng ta mua chiếc điện thoại iPhone màu trắng thì cái lưng sẽ là màu trắng. Nếu chúng ta mua chiếc điện thoại iPhone màu vàng thì cái lưng sẽ màu vàng. Đó là nguyên bản, nhưng Kỳ Lân có làm quả táo này bằng vàng lên trên. Và tùy vào yêu cầu của khách hàng, có khách hàng thì nói với Kỳ Lân là muốn đính kim cương full quả táo, Kỳ Lân sẽ làm full quả táo kim cương. Nhưng mà hiện tại thì để quả táo full vàng như vậy vẫn đẹp, theo cá nhân của Kỳ Lân là như vậy. Còn quý khách nào muốn nổi hơn nữa thì mình đính full kim cương quả táo. Thì đây là Kỳ Lân làm vàng hồng Rose Gold AU750, nhưng cũng có những quý khách hàng là chọn làm vàng trắng và đính kim cương cũng rất đẹp. Sắp tới Kỳ Lân sẽ review sản phẩm đó, nên quý khách hãy follow kênh TikTok này, follow đăng ký theo dõi kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới của Kỳ Lân Luxury nha. Quả táo đẹp quá, xuất sắc luôn. Nếu như quý khách là nữ thì có thể chọn màu vàng này. Màu vàng này mình đưa vào cũng rất đẹp, rất sang. Nếu như là một bác trai hoặc một bác gái cũng được. Màu này là màu unisex, màu xanh nhưng mà ánh rất đẹp. Mình có thể chọn phần đẹp nhất ở đây, mình đưa vào thì vô cùng đặc biệt luôn. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Cái màu này mà đưa vào đây nữa thì nó ấm, nó lấp lánh, nó đẹp vô cùng. Đẹp vô cùng. Màu này rất hay nha, có ánh giữa những cái chân lỗ chân lông rất đẹp. Màu ngọc này thì cũng rất là đẹp và sáng và sang. Rất nhiều màu sắc. Hoặc màu vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc biệt là màu gold. Da cá sấu màu gold này vô nữa thì phải nói là không còn từ để diễn tả về độ đẹp cũng như độ chắc cũng như độ hoành tráng của một sản phẩm quá cao cấp. Hoặc màu này thì cũng giống như là màu trường tồn, màu này màu da bò. Màu này rất nhiều người thích. Hoặc màu này cũng được, màu này cũng đi tông với màu này, đi cũng cùng tông với gold rất đẹp. Khi mà chúng ta ra ngoài làm việc, cà phê, nói chuyện với bạn bè hay công tác ở đâu, hoặc nhờ ai chụp ảnh dùng, hoặc cầm chiếc điện thoại để truyền dữ liệu, hoặc là khi ngồi làm việc đặt chiếc điện thoại trên bàn, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt. Khi mà ai đó mượn điện thoại của chúng ta thì cầm lên là thấy sự khác biệt rồi. Quả táo bằng vàng luôn. Rồi mắt camera đến kim cương bằng vàng luôn, chiếu lấp lánh đẹp tuyệt vời. Và giá rẻ hơn chiếc full vàng khối nhiều, có hơn 200 triệu chiếc này thôi. Tuyệt vời để tất cả chúng ta có thể sở hữu được một chiếc iPhone đẳng cấp bằng vàng kim cương, logo quả táo bằng vàng. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.